Sau đây là nội dung tin nóng sáng 8 tháng 6. Lò bánh mì cá sấu khổng lồ từng bán gần 600 ổ một ngày ở thành phố Hồ Chí Minh sắp đóng cửa. Đề toán lớp 10 lạ khiến học sinh thành phố Hồ Chí Minh khóc như mưa. Con đường đau khổ nối Bình Dương Đồng Nai hư hỏng nặng giữa mùa mưa. Vietjet khai trương đường bay Hà Nội Sydney, giá hạng thương gia giảm tới 50%. Tạm dừng viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh từ ngày 10 tháng 6. Đà Nẵng khai trương phố đi bộ Bạch Đằng. Sau vụ bỏ quên trẻ trên xe, Bộ Giao thông Vận tải đề nghị tăng cường an toàn xe đưa đón học sinh. Lại bắt gặp người nước ngoài xịt sơn giả bậy trên đường Trần Hưng Đạo, quận Nhất. Cựu nhà báo Trương Vi Sang và luật sư Trần Đình Triển bị bắt. Miu tung ảnh tiệc cưới bí mật ở Đà Lạt, chồng đại gia bật khóc gây chú ý. Du lịch tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2024 của Việt Nam tăng trưởng tốt. Hãy đăng ký nghe các khóa học MC chuyên nghiệp tại Học viện Truyền thông Z Cộng. Địa chỉ số 30, đường số 4, khu dân cư Cityland, quận Gò Vấp, thành phố Hồ Chí Minh.